Ôn giờ này nhá. Sáng ngày thứ hai nè các bạn. Bây giờ đang là 6 giờ rưỡi sáng thì nhà mình sáng ngày thứ hai của ngày mình đi chơi. Hôm nay là sáng chủ nhật rồi. Bảo chuẩn bị xong luôn rồi hả con? Dạ. Con không thay bộ khác hả? Không. Mặc bộ đó luôn hả? Bộ đó ngày hôm qua mặc rồi. Huy cũng đang đánh răng súc miệng trong này. Huy chào ông bà cô chú đi. Giờ ba cũng đang thay đồ. Thư thì xong rồi. Bây giờ Thư sẽ đi qua bên phòng của ba mẹ của mấy đứa em coi thử mọi người xong chưa nha. Ủa, ông ngoại đi ra luôn rồi hả? Đi xuống để ba sắp cái xếp lại. Đó, ông ngoại chuẩn bị sẵn sàng xong trước nè. Chào buổi sáng, ông ngoại. Đó, mình chỉ có ngủ một đêm ở đây thôi, cho nên là sáng sớm là mình tranh thủ đi Houston đó. Giờ mọi người chuẩn bị dọn đồ đi xuống dưới xe. Đó, phòng của ông bà ngoại thì ở bên này, cách phòng mình một phòng. Em chứ không phải anh. Đó, đi qua tham quan cái phòng của bà ngoại. Đó, phòng của bà ngoại rộng hơn, có cả cái phòng cái này gọi giống như vừa phòng khách vừa phòng office đó, làm việc ha. Có cả cái computer ở đây, nguyên một bộ ghế sofa ở đây nè. Đó, rộng chưa. Trong này thì cũng giống như bên phòng của Thư, có một cái kiến ở đây cho mình thay đồ. Rồi một cái phòng tắm ở đây. Trong này cũng hai phòng ngủ. Thằng Cún dậy chưa? Thằng Cún con chưa chịu dậy hả? Ngủ trễ quá giờ. 2 giờ đêm mới ngủ hả cha? 2 rưỡi luôn á. Trời ơi. Nằm lạ phòng á, anh cứ nhìn mấy cái hình, mấy cái đèn á. Bảo thì vali, còn Huy thì một cái con lấy hết iPad chưa Huy? iPad, dây sạc pin. Everything chưa? Ta kiểm tra lại một lần nữa. Và cầm chai nước này xuống luôn, nhiều khi tí nữa lên trên xe có khát thì uống. Ba chuẩn bị xong luôn chưa? Xong rồi. Chào ông bà cô chú, chào các bạn. Chào buổi sáng. Kêu 5 giờ đi, 7 giờ chưa đi. Mọi người dự tính là 5 giờ là thức dậy. Rồi đi qua bên tới Houston là 4 tiếng, là cỡ khoảng 9 giờ tới đó mình ăn sáng là vừa. Cầm cái thẻ ra chưa con? Cầm cái thẻ ra trả cho người ta chưa? Cái thẻ ba cầm nè, Bảo cầm nè, ok. Nhà bác Tám ngủ kỹ quá. Mẹ kêu cái chuyện đó cho là ông bà Hồng đi. Bắt đầu tụi mình xuất phát. Hai xe đổ xăng xong rồi đó. Cái gì ăn sáng ngay cái xăng luôn các bạn. Cái này là giống như ăn sáng sớm á. Rồi tí nữa qua kia mình mới ăn phở. Anh lắc vậy. Anh lắc vậy. Trước khi rồi ăn chạy nha. Ông ngoại nói gì bà có nghe không? Bé ba thành phố Dallas vào lúc sáng sớm nè các bạn. Lúc này thì mặt trời mới bắt đầu ló dạng, chim mới bắt đầu thức dậy. Vẫn còn một lớp sương mù mờ mờ ảo ảo. Tụi mình đi qua Houston thì đi ngang qua, xuyên qua cái downtown của Dallas. Cái đường hầm này người ta cũng vẫn còn để điện sáng trưng. Đi được nửa đường thì tụi mình dừng lại ở cây xăng Bắc Y để đi vệ sinh cũng như là mua khô bò ăn. Ở đây thì bán khô bò rất là ngon. Ngon không mẹ? Ngon. Ở cái chỗ tiệm ở đây họ bán nhiều khô bò lắm các bạn. Loại nào cũng ngon hết trơn á. Cây này là cũng quá lớn, cây này rồi. Lớn chưa? Yeah. Có nhiều cây lớn hơn nữa, cũng cái hiệu xăng này luôn. Hiệu xăng này. Hiệu xe.
nhỏ rồi đó. Quá trời đông luôn. Vì cả Việt Nam trong đó cũng đông không? Đường đẹp chứ nhỉ? Dạ, các bạn coi nè, cái khúc đường chỗ này đẹp ghê không? Hai bên là hai cái hàng không á, nó mát vậy, sợ mát luôn. Đó, thì đường không có mát. Bên Houston đẹp hơn nhiều. Dạ. Sắp tới Houston, sắp tới Houston rồi các bạn. Hai bên đường á, hai bên đường toàn là thông không à. Mát lắm. Nhìn nó xanh rồi ha, nhìn cũng kiểu giống như Đà Lạt nè, đồi rồi có mấy cái rừng thông như vậy á. Vừa rẽ xuống cái exit để đi vào khu Việt Nam á, tụi mình bắt gặp được một ngôi chùa rất là lớn. Chị nào ở Houston coi chị nghe đó. Đúng rồi, cái chùa anh ơi. Chùa lớn quá trời lớn. Chùa lớn lắm. Hai nghe nói ở đây nó có cái chợ Hồng Kông gì mà nó có một cái vườn sen mà bự thì bự luôn. Đó thì cái chợ đối diện với lại tiệm phở gà Kha Da Khao mình đi ăn nè. Dạ, có một cái có một cái nhà hàng đây nè. Có một cái nhà hàng khu này khu Việt Nam rồi các bạn. Đó. Hai bên này là toàn là nhà hàng, quán ăn, tiệm Việt Nam không. Bắt đầu vô đây là tên đường là tên Việt Nam rồi đó các bạn. Đó. Bạn nhìn thấy không? Lê Văn Hưng nè. Nhưng mà mấy người này là đây bên này là khu chợ Hồng Kông hay các bạn. Cộng Hòa. Bên này là chợ Thanh Bình nè các bạn. Cũng chợ Việt Nam mình luôn ha. Rồi cái mé bên kia là chợ Tân Bình. Chợ bên kia thì hình như là mới đang, khai trương á. Cái này đang là tu sửa. Dạ, hồi mấy năm trước mình đi chỗ này nó còn cũ lắm anh ha. À ha, hôm nay nó sơn sửa lại mới nhiều. Dạ, sơn sửa lại hết, mới nó trời luôn nè. Ồ, đây chỗ này nó dạy học nè. Đây nè, Đức Đình gì đây, center nè. Nó dạy học nè. Tâm luyện toán. Thi rồi đó các bạn. Toán, rồi đọc, rồi viết, rồi ấy. Mở cho nói dễ chung cái nguyên cái khu kèm này là toàn là Việt Nam thôi. Chỗ này Kim Tân là nhà thuốc Tây nè. Nhà thuốc Tây Việt Nam nữa kìa kìa hả. Chữ nhà thuốc Tây Việt Nam luôn. Đây là cửa bên ngoài là có cái dàn cửa sắt giống như hình Việt nè. Cửa sắt Việt Nam để bao bọc lại giống mấy cái nhà ở Sài Gòn anh ha. Hay kéo người ta. Kể nó đó xem. Trời ơi, đây người ta chửi bây giờ á. Kéo ra cho biết cửa sắt. Giống như mấy cái tiệm nhà hàng đồ ở bên Việt Nam. Nắng con lì. Hay lúa lên tận ta. Này giống như đang đứng bắt Sài Gòn. Đang giống như đang đứng bắt Sài Gòn. Xích lô cho anh đi Sài Gòn kìa. Anh đi Sài Gòn anh. Đây. Đang đứng đón xe. Đang đứng chờ đò. Thấy đò mà nó làm. Quay ngược lại cho các bạn coi ha. Thì chiều tối tới Houston đó các bạn. Bây giờ mình ghé vào đây ăn sáng trước. Sau đó thì mình đi vòng Houston quay cho các bạn coi. Giờ về đây. Thành 35 phút. Chạy xe cũng 4 tiếng á. Cô hẳn từ Đà Lạt chạy qua tới đây. Cũng có người một cái xíu. Bà chọn hai cái đồ trong đây. Nhà hàng này hồi cách đây 3 năm, 2 năm về trước đó, tụi tôi tới đó, nó chỉ có một gian thôi các bạn. Và nhìn nó rất là cũ. Lúc đó thì chưa có mở rộng như bây giờ mở rộng quá trời luôn, mà vẫn còn phải ngồi đợi á. Lại thì mình tới cũng đợi khoảng tầm nửa tiếng mới có chỗ để đi đâu rồi. Không ai ăn đâu, không ai ăn đâu. Chá quá thì nó nhìn nó gọi sẵn lấy đồ ngồi cái này nè. Giờ mình đi qua cái góc bên này để mua trái cây nè các bạn. Trên góc bên này cũng có một tiệm bán trái cây ngon lắm. Cách Cali là gì, Houston rồi chứ còn gì nữa hả? Mình nghĩ là chỉ có nhất là bên Cali là gì là bên Houston thôi. Phía sau lưng chỗ Thư là có trường dạy lái xe mà bằng tiếng Việt luôn. Rồi mấy bên này là khu chỗ này là bán trái cây nữa.
bên trong cửa hàng bán trái cây lớn nhất ở Houston. Thư quay sơ sơ cho cô chú anh chị các bạn coi ha. Họ có bán mít nè, sầu riêng Mã Lai, sầu riêng Thái Lan, sầu riêng tươi, sầu riêng ri sáu cũng có luôn. Rồi họ bán rất là nhiều loại, măng cụt nè, rồi chôm chôm, rồi mãng cầu xiêm á. Cái này là mãng cầu xiêm nè các bạn, dầm đá đường ăn rất là ngon. Đó, đi vào trong này và đặc biệt là cái ngày lễ này nữa, rất là nhiều kiều bào từ khắp các tiểu bang khác đổ về Houston chơi á. Em Thư đang nói chuyện với một gia đình cũng người Việt Nam, gia đình này đến từ Boston. Thì Thư không biết Boston là ở tiểu bang nào mà bao nhiêu xa nữa, mà người ta cũng nói là chạy xe tới Houston chơi dịp lễ Labor Day luôn. Đó, đồng bào kiều bào mình khắp mọi nơi đổ về, một là Houston, hai là Cali, rồi ba là Florida ha. Địa điểm này là thu hút khách du lịch nhiều nhất. Ăn trưa xong thì tụi mình ghé vào mua trái cây, mua nước uống, rồi chạy thẳng ra biển luôn cho mấy đứa nhỏ nó kịp tắm biển vào giờ trưa nắng á. Thì cái biển này cách khu Việt Nam cỡ khoảng hơn 1 tiếng chạy xe. Biển này tắm được các bạn, nước nó tương đối sạch, không có dơ giống như biển Galveston. Đây là cái chốt để cho người ta bán vé nè. Mỗi chiếc xe chạy vào hình như là 10 đô. Đó, thì quay sơ sơ từ bên ngoài vào trong cho các bạn coi ha. Nước sóng nó cũng rất là êm chứ không có sóng lớn. Thì quay một vòng cái bãi biển các bạn coi nè. Những người dân á, người ta đem lều rồi đem dù tới. Ở bên này không có cái dịch vụ cho mướn phao cũng như là mướn lều, mướn dù giống như ở Việt Nam. Nên là nhà Thư không có rành á. Lần đầu tiên đi tới đây cho nên không có đem theo chuẩn bị. Mọi người họ đi hoài thì họ biết, họ tự họ đem dù, họ đem lều tới. Họ nướng rồi họ bày bàn ghế ra ngồi chơi cả ngày luôn, rất là vui. Nắng mà qua bên biển mà bày thôi chứ. Nắng không nổi. Giờ bắt đầu tới giờ đi ăn chiều. Cả nhà đi tắm biển về rồi bắt đầu 60 tuổi rồi. Tắm rửa nghỉ ngơi rồi giờ đến chiều. Đến chiều mình đi ăn cơm chiều, đi ăn cơm tối đây. Vậy nè, có người cần ý kiến làm gì con muốn về nhà. Cô đi cho xong làm bạn. Học kinh là 7 năm. Chà, ai cũng diện đẹp hết vậy ta. Chiều đầu tiên cũng như là buổi chiều cuối cùng ở Houston, bởi vì sáng mai thì gia đình mình sẽ đi về lại. Sáng mai thì chương trình là ăn sáng sớm ở Houston, rồi mình đi lòng vòng, mình mua đồ đạc, rồi mình cứ đi dần dần mình đi về. Chừng nào mệt ở đâu thì ngừng ở đó, rồi đói ở đâu thì ghé vào ở đó ăn. Mình đi về cho tới nhà luôn, tới Oklahoma luôn anh ha. Chắc có lẽ là ăn ở Houston, xong rồi ăn ở Dallas rồi về nhà. Về tới nhà cũng khoảng đêm rồi về ngủ thôi. Ăn trưa ở Houston rồi ăn tối ở Dallas. Hai vợ chồng son, này các bạn, mấy đứa nhỏ nó đi với ông bà ngoại hết rồi. Hai đứa mình chiều nay đi hẹn hò hả? Lâu lắm rồi hai đứa mới đi tới Houston đó các bạn. Hơn 2 năm rồi. Ở Houston công nhận nó nóng cho anh ha. Hơi có gió tí xíu nhưng mà nó hợp giống Việt Nam, Oklahoma không thôi. Hợp hơn á. Ở đây thường mùa đông nó cũng ấm hơn ở Oklahoma các bạn. Lên cầu cao nhất. Ở trong cái nhà. Wow, cầu này. Bạn coi nè. Đó. Dạ.
đỉnh luôn đó. Trên đỉnh. Dưới là cho các bạn coi nè. Đó. Đang trên cầu nhìn xuống đó các bạn. Đỉnh cầu. Ai mà sợ độ cao ha? Đi nguyên một ngày trời vừa đói lại vừa mệt nữa, cho nên là mọi người quyết định là sẽ đi ăn cơm Việt Nam chứ không có muốn ăn những cái đồ buffet hay là những cái đồ nướng, đồ gì khác hết. Thì hôm nay nhà mình chọn cái nhà hàng vịt nướng Nha Trang này nè, em mình nói có ăn thử ở đây rồi á, thấy rất là ngon, có cái món cơm vịt nướng á, là tụi mình nhà mình quyết định vào trong này ăn. Thì nhà mình ăn cơm xong rồi sẽ về khách sạn ngủ, rồi sáng mai về lại Oklahoma. I tried everyone's food except for yours. Because I was wanting to taste it. Can I try this? Sure, sure. I don't want it. You don't want it? Good. Trên đường trở về lại khách sạn á, nhà mình quẹo vào trong cái khu chợ Hồng Kông. Cái chợ này là chợ lớn nhất, chợ người Việt lớn nhất ở Houston á. Thì quay cho cô chú anh chị các bạn coi cho vui nha. Đó, đây là cái chợ Hồng Kông buổi tối nè. Thì lúc này người ta đã đóng cửa rồi các bạn. Chợ đóng cửa rồi cho nên là ở bên ngoài cũng vắng teo à. Buổi tối ở Houston thì Thư thấy ngày thường thì Thư không biết, nhưng mà như ngày hôm nay là vừa ngày Chủ nhật rồi vừa là ngày lễ nữa đó. Cho nên Thư thấy khu vực ở chợ đây người ta cũng đóng cửa hết rồi, cũng không còn cái tiệm nào mở cửa nữa hết á. Thư kết thúc cái video một ngày anh chơi ở Houston từ sáng đến tối ở đây nha. Rồi ngày mai trên đường đi về lại Oklahoma, Thư sẽ quay cho cô chú anh chị các bạn coi tiếp ha.